Xác định nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe là một trong những giải pháp để ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Trong năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới thực hiện nghiêm quy định về thời gian học của các học viên và đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, phương tiện cabin tập lái, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe theo hướng tăng cường thực hành các kỹ năng xử lý tình huống tham gia giao thông trên đường. Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt công tác sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Sở Y tế và Bưu điện tỉnh thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện để người dân hoàn thiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4. Kết quả, trong năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã đào tạo sát hạch cấp đổi 98.500 giấy phép lái xe các loại, trong đó tổ chức học sát hạch cấp mới trên 26.000 giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và trên 16.000 giấy phép lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E, cấp đổi 55.000 giấy phép lái xe